Vâng, xin kính chào quý cô chú anh chị. Rất vui gặp lại quý cô chú anh chị trong video ngày hôm nay ha. Lại là em Định đây. Thì hôm nay em Định sẽ mang đến cho quý cô chú anh chị một căn nhà mà gia chủ mới xây xong. Căn nhà thì sổ riêng, thổ cư, hoàn công anh chị nhá. Căn nhà này thì toàn đặt tại phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ngay vị trí đây thì anh chị mình có thể thấy con đường của mình đây là con đường 8m ha. Hai xe ô tô mình có thể chạy thoải mái, xe tải này kia cũng chạy vi vu luôn ha. Từ vị trí này, anh Định đang đứng đây này, anh chị mình có thể chạy ra đây là mình có thể kết nối tới đường Trần Văn Xã, đường Bùi Trọng Nghĩa ngay đây. Một vị trí từ đây đi ra khoảng 120m quý cô chú anh chị nhá. Đó. Và ngay vị trí này là có ủy ban phường này, rồi siêu thị điện máy Chợ Lớn á, ngay ngoài đây anh chị nhá. Cũng như là trường học cấp 1, cấp 2, rồi là trường đại học ngay ngoài đây, rất tiện ha. Đó, ngay chỗ mà xe hơi nó chạy ngoài đó anh chị nhá. Rồi, đi vào đây cái ngay đây là mình sẽ chạy khoảng 90m anh chị là mình sẽ tới được cái vị trí là cái đường 768B anh chị ha. Đó, căn nhà của mình nằm giữa hai cái tuyến đường cực kỳ huyết mạch của phường Trảng Dài luôn. Một vị trí cực kỳ đẹp và trên một cái mặt tiền đường lớn như vậy, cho nên anh chị mình có thể sử dụng cái căn nhà này để kết hợp vừa ở vừa kinh doanh luôn nhá. Đó, và quý cô chú anh chị cùng Định nhìn toàn cảnh cái không gian, cái mặt tiền căn nhà của mình quý cô chú anh chị nhá. Anh chị mình sẽ cảm thấy được căn nhà của mình gia chủ làm cực kỳ tâm huyết luôn. Bên ngoài đây thì cái mặt ngoài đây thì chủ có làm cho anh chị một cái mặt tiền ốp gạch giả đá nhá, ốp gạch giả đá khu vực ngoài đây. Và từ cái con đường để mà bước vào căn nhà của mình á thì anh chị mình có thể thấy nè, một cái dốc đi lên đây là khá là cao. Đó, chủ làm rất là chắc chắn và đưa cái móng của mình lên rất cao anh chị nhá. Đó, cái nhà của mình nó rất là cao và rất là thoáng luôn. Nhà của mình thì được thiết kế là một trệt một lầu ha. Và ở đây thì mình sẽ có một cái lớp cửa cuốn trước khi mình bước vào nhà. Đó, anh chị mình có thể thấy ha, cửa cuốn của mình ở đây. Đó. Rồi. Vào trong đây thì mình sẽ có một cái khu vực để mình bỏ xe máy, xe ô tô khu vực này anh chị nhé. Mình có thể bỏ xe máy hoặc xe ô tô ở đây, điện, CB điện của mình ở đây. Đó, rồi. Vào trong đây thì sẽ là không gian của phòng khách của mình anh chị nhé, phòng khách ở đây. Thì có mấy cái ngăn tủ cho mình ở khu vực này, bên dưới vật cầu thang ha. Và cái chỗ này thì ở hai bên thì chủ cũng làm cho anh chị là cái mặt ở đây bằng nhựa PVC giả đá ha. Còn cái này là ốp gỗ nè. Cái này là nhựa ha. Đó. Nhựa PVC giả đá giả gỗ cho anh chị. Khu vực ở giữa đây thì mình sẽ có một cái đèn chùm ở trên trần này. Rất là lớn, rất là đẹp đúng không ạ? Rồi trần của mình là trần giật cấp. Nó có đi những cái đèn trần. Đèn màu cho anh chị ở khu vực đó. Rồi, quý cô chú anh chị cùng Định tiến lên không gian đằng sau nhé. Thì ở đây mình cũng sẽ được giật lên một cấp khoảng 15 phân ha. Để đi ra ngoài đằng sau đây. Chỗ này là khu vực cầu thang. Tới đây thì sẽ là không gian bếp của mình anh chị nhé. Bếp thì có tủ bếp trên này, tủ bếp dưới. Rồi mặt bếp bằng đá hoa cương đầy đủ hết ha. Rất là đẹp đó. Có cái bát bằng kính ở đây, giúp cho quá trình mình sử dụng, mình lau chùi nó được sạch sẽ, thuận tiện hơn ha. Ở bên đây này sẽ có những cái ô để mình có thể đặt những cái tủ lạnh ở đây. Đó, một cái vị trí này mình đặt tủ lạnh cỡ lớn luôn đấy chị nhá. Ở đây thì mình được thấy là mình có thể về mình thiết kế một cái kho ở đây này. Một cái kho nhỏ mình để đồ dụng cụ ở khu vực này cũng khá là thuận tiện ha. Rồi, ở vị trí này thì cũng có một cái đèn chùm cho anh chị. Đó, và đối với cái vị trí này là anh chị mình có thể thấy cái không gian đây nó còn trống khá là nhiều đúng không ạ? Thì mình về mình có thể đặt một cái bàn ăn cho cả gia đình của mình quây quần ở khu vực này cũng khá là hợp lý ha. Rồi, xuống dưới đây thì mình sẽ có một cái phòng ngủ ở đây anh chị nhé. Căn nhà của mình thì có 3 phòng ngủ, có một phòng ngủ ở dưới. Anh chị mình có thể thấy phòng ngủ ở trong đây thì cũng rất là, cái không gian của nó cũng vừa phải thôi, không quá lớn, nhưng mà được thấy cũng rất là sạch sẽ, thoáng, có ống chờ máy lạnh cho anh chị. Trần thì cũng rất là cao và thoáng nè. Trần được giật cấp cho anh chị. Và ở đây thì mình sẽ có một cái cửa sổ anh chị nhé. Một cái cửa sổ ra khu vực ngoài hành lang này. Cửa này cửa lùa ha. Đó, giúp cho cái quá trình mình sử dụng nó được thoáng hơn. Đó, cửa thì là cửa nhôm sinh pha, kính mở anh chị nhé. Rồi, ra ngoài đây thì mình sẽ có một cái cửa sổ anh chị này. Anh chị mình có thể thấy đây nhé. Đó, mình có thể thông gió, mở cửa ra cho nhà mình nó được thoáng hơn. Và ở dưới đây sẽ là một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đây thì tất cả các thiết bị vệ sinh đầy đủ anh chị nhé. Có một cái phòng tắm kính cho anh chị ở trong này.
gạch được ốp từ sàn đến trần, trong đây có vệt sen cho anh chị, rồi có bồn vệ sinh ở khu vực này đó, anh chị mình có thể xem ha. Vệt sen trong này đó, rồi bồn vệ sinh, rồi gương lavabo đầy đủ hết anh chị nhé, rồi có cửa kính ha. Rồi quý cô chú anh chị cùng tiến lên bên trên ở trên lầu để xem tiếp ở trên đó có gì nữa nhá. Đó, nãy giờ thì anh chị đã cùng định đi xem ở bên dưới rồi. Thì khu vực này sẽ là cầu thang của mình anh chị. Cầu thang của mình thì cabin gỗ này. Rồi mặt cầu thang bằng đá hoa cương ha. Ở đây thì mình thấy là có một cái mặt đứng ở khu vực cầu thang rất là đẹp ha. Ở chỗ cầu thang anh chị này thì chỗ này sẽ có một cái giếng trời cho anh chị ở ngay khu vực này là ánh sáng ha. Giếng trời đây thì bằng là kính trong suốt nhá. Ở chỗ này sẽ là điện, CB điện ở trên tầng 2, ở trên một cái, ở dưới một cái sẽ riêng biệt hết nhé. Khi mà lên đây thì mình sẽ có một cái phòng ngủ ở đây. Phòng ngủ thứ hai cũng ấm chờ máy lạnh như kia đầy đủ hết, trần giật cấp. Và có cửa sổ ra ngoài đây cho anh chị nhé. Đó, cửa sổ này cửa lùa hết ha. Rồi, cửa nhôm Simpa, kính mờ. Đó, rồi. Ở trên đây thì mình sẽ có một cái phòng thờ anh chị này. Phòng thờ của mình ở đây, mình sẽ đặt bàn thờ ở đây, có ổ điện cho anh chị bên này, và ra đằng trước, nhìn ra đằng trước thì mình sẽ có một cái cửa sổ, cửa sổ ở đây, cửa sổ lùa ha, lưng sinh pha kính cường lực đó. Rồi ở ngoài đây thì mình sẽ có một cái ban công này, mình có một cái ban công đằng trước, và anh chị mình có thể nhìn toàn cảnh khu vực đây, người dân ở khá là đông ha. Rồi anh chị cùng tiến ra bên đằng sau này để xem tiếp cái tầng 2 này nhé. Ở đây thì mình sẽ có một cái không gian ở đây, không gian sinh hoạt chung anh chị nhé. Mình có thể làm cái chỗ vui chơi cho con của mình ở khu vực này đó, hoặc là mình có thể làm thành một cái chỗ mình làm việc, chỗ mình đọc sách ở khu vực trên này cũng khá là thuận tiện nhé. Và đây sẽ là phòng ngủ thứ ba của căn nhà. Cửa thì cửa nhôm sinh pha kính mờ ha. Đó, tất cả mọi thứ thì cũng có rồi, ống chờ máy lạnh ha, rồi cửa sổ cho anh chị ở khu vực này. Đó, một cái cửa sổ này ở đây cũng khá lớn. Rồi, và cái không gian cuối cùng ngoài sau đây, anh chị cùng định tiến ra xem nhé. Thì ở đây là mình sẽ có một cái không gian ở đây khá là rộng rãi, và anh chị mình có thể thấy được ánh sáng đây khá là tốt đúng không ạ? Bởi vì ở trên là mình có một cái giếng trời trên khá lớn, ở trên đó thì đi bằng là bằng tấm kính anh chị nhá, kính trong suốt luôn. Đó, lấy ánh sáng cho khu vực này. Và đây là mình sẽ có một cái ống chờ nước cấp nước thoát của máy lạnh này, máy giặt đó chị nhá. Ở chỗ này thì mình có thể làm một cái sân phơi ở đây đó, và trong này thì sẽ là nhà vệ sinh của mình. Nhà vệ sinh của mình thì cũng có cho anh chị là bồn rửa lavabo gương, rồi bồn vệ sinh vòi sen đó, rồi gạch được ốp từ sàn đến trần đó chị nhá. Cửa của mình là cửa nhôm sinh pha kính mờ ha. Vâng, và vừa rồi thì quý cô chú anh chị đã cùng định đi xem và khám phá tổng thể cái căn nhà này rồi. Thì định xin nhắc lại những cái thông tin chi tiết để quý cô chú anh chị mình có thể hiểu rõ hơn về căn nhà này nhé. Thì căn nhà này tọa lạc tại phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Từ vị trí căn nhà, anh chị mình có thể kết nối ra được đường Trần Văn Xã, đường Bùi Trọng Nghĩa, cũng như là đi ngược này đây thì anh chị mình sẽ tới được cái đường 768B anh chị nhé. Chỉ cách khoảng từ 80m cho tới 120m thôi anh chị ha. Một vị trí cực kỳ là đẹp, mình nằm giữa hai cái tuyến đường trọng điểm của phường Trảng Dài như vậy. Rồi mình có thể di chuyển ra được ở ủy ban phường Trảng Dài trong vòng 150m với chú anh chị ha. Một vị trí cực kỳ đẹp rồi. Và những cái tiện ích như là trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi là có giáo sứ Thái An, rồi là chợ Trảng Dài cũng rất là thuận tiện. Ngay vị trí mình di chuyển ra khoảng tầm 7 phút cho tới 10 phút thôi anh chị ha. Một vị trí khá là thuận tiện trong những cái tiện ích mà mình có thể sử dụng hàng ngày như vậy. Đó, rồi căn nhà của mình á, thì đường trước nhà của mình là 8m, hai xe ô tô mình có thể chạy thoải mái này. Nhà thì được thiết kế là một trệt một lầu, có phòng chỗ mình để xe ô tô này, phòng khách và phòng bếp, và có 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng thờ anh chị nhé.
nhà thì đã có sổ riêng, thổ cư và hoàn công rồi. Đó thì căn nhà này hiện tại là gia chủ đang muốn bán nhanh với mức giá là 3 tỷ tư và còn thương lượng cho quý cô chú anh chị nhé. Anh chị cảm thấy cái căn nhà này như thế nào thì hãy bày tỏ quan điểm của mình ở bên dưới phần bình luận để Đức có cơ hội giao lưu và học hỏi cùng quý cô chú anh chị nhé. Và quý cô chú anh chị hãy liên hệ với Đức qua số điện thoại ở trên màn hình để Đức gửi thêm thông tin chi tiết cũng như là hỗ trợ anh chị mình đi xem nhà ha. Và Đức có nhận review hỗ trợ mua bán ký gửi nhà đất ở thành phố Biên Hòa cũng như là làm mọi thủ tục hồ sơ pháp lý về nhà đất. Quý cô chú anh chị hãy liên hệ với Đức để được hỗ trợ nhé. Con xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở trong những video tiếp theo.